Ờ, chủ quán, cho xin bình trà đá đi. Trời ơi, con xin bình trà chứ con có xin cái dao mượn cái dao ăn ấu đâu. Nín mày. Mày đừng có làm bộ nai tơ. Mày là giang hồ ở khu nào tới đây kiếm chuyện quậy à mày? Quá trời quá, mặt con hiền vậy mà có chữ gian ác gian xảo đâu mà chú gọi con là giang hồ. Trời ơi chú nhìn kỹ lên cái mặt con đi chú. Trời ơi, trên cái trán con nó hiện lên hai chữ gian khổ gian trưng không à chú ơi. Mày không phải giang hồ. Không phải. Vậy là mày là đàn em đàn tay em. Chân của đứa nào tới đây làm gián điệp nằm vùng hả mày? Theo dõi việc làm ăn ở của tao hả? Trời ơi, đâu có đâu chú ơi. Trời ơi, ở nhà con là con một. Con không có anh chị em nào trơn. Sao anh em gì chú? Ê, mày giỡn mặt tao hả mày? Trời ơi, chú ơi chú. Con nói chú nghe. Qua con ngồi Phú Yên á chú. Con vô Sài Gòn con kiếm sao? Qua con nghèo khổ lắm chú. Con lạ nước lạ cái. Con không biết lực lợ đây. Chú bỏ qua cho con nha chú. Nhưng mà kỳ lạ chú ơi. Chẳng lẽ ở Sài Gòn uống cà phê không có tội sao trời? Uống cà phê thì không có tội. Nhưng cái cách mày uống là tội quá nặng luôn. Mày nghĩ coi. Mày uống có một ly cà phê đen à. Mà mày biết mày kêu bao nhiêu bình trà rồi không? Không. Mới có 12 bình à. Ly cà phê đen 3.000 đồng. Tiền trà mày uống từ sáng tới giờ tính ra là 30.000 đồng rồi đó. Trời ơi trời. Mày để tao làm ăn buôn bán nuôi vợ nuôi con nữa chứ mày. Quá trời quá. Chú buôn bán mà chú ăn nói như vậy còn bao đáng là mất khách chắc luôn ý. Xin lỗi à. Khách như mày tao không ham. Ba bữa nay ngày nào tao mới mở cửa ra mày cũng tới ngồi đồng từ sáng tới tối. Mà phải chi mày ngồi mà mày ăn uống gì tao không nói. Cái này mày ngồi mày kêu đúng một ly cà phê đen à. Rồi mày xin bình trà liên tục. Chưa hết đâu nghe. Tới hồi trả tiền. Thanh thần thiên địa ơi. Tôi chưa thấy ai cầm tiền như nó. Tiền mà mày cầm cứ nhắc. Dò lại một cục. Gỡ ra rách mẹ hết trơn à. Thôi thôi. Con lại ông. Để cho con buôn bán với. Đừng có ám con nữa nha ha. Ông mơ quán cà phê. Tôi tới tôi uống mà ông đuối là đuối làm sao. Mà tôi ám ông nói như vậy. Nhưng mà không bán được nãy giờ tôi ngầu. Tôi có thấy người khách nào bén mảng bước cái chân vào cái quán này đâu. Ai nói? Khách của tao không vô cửa trước nhưng vô cửa sau. Hả? Thôi, cha chồng. Trời đất ơi trời. Tự dưng giận mất khôn. Nói ra tuốt nuốt hết trời à. Thôi, trả tiền đi. Trả tiền rồi biến giùm con đi ông nội. Từ 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 đó, rồi từ uống hết bình trà đá đó. Công nhận nha. Công nhận mặt mày sáng sủa. Trời ơi, ai cũng khen vậy trơn ý. Bởi vậy cái da mày trắng trẻo nữa. Thư sinh đẹp trai. Mà tao thấy mày lì dễ sợ. Bây giờ mày biến không? Mày biến không? Hay để tao kêu đàn em ra đây tiễn mày đi. Trời ơi chú làm cái gì chú hâm dọa dữ vậy? Ê. Ê. Tao đuổi mày đi. Nhưng không có nghĩa là phi cho mày tiền một ly cà phê và 12 bình trà nghe mày. Tính uống quịch hả? Trời ơi, có 3.000 đồng mà ai thèm vịt ông nào ơi. Bộ 3.000 của ông lớn hơn xí diện của con ngư hả? Ông nghe ông bà người ta nói. Nói gì? Mua danh 3 vạn ai bán danh 3 đồng. Trời ơi, vì 3.000 tính mua cái danh dự xí diện của tôi à. Không có đâu. Nín mày. Mày đừng có làm tao hồi hộp nha. Mày làm gì mà từ từ. Móc túi này rồi túi kia à. Thôi. Hết túi rồi con. Bộ mày làm cái bàn hay sao mà mày nhiều túi vậy hả? Chú, con nói thiệt chú nghe nha chú. Nói đây. Con ngầu này giờ là có lý do con á chú. Lý do gì? Con bị viêm màng túi. Viêm màng túi là sao? Trời ơi, nghĩa là hết tiền không có đồng bạc nào trời. Vậy, tao còn không hiểu nữa. Trời ơi, hiếu mà nhìn cái mặt là biết hiếu. Con hiếu, chú hiếu mà làm khó con hồi à. Không hiểu mà. Trời ơi, hiếu mà chú. Hiểu sao? Nãy giờ con trình bày với chú rồi. Chú nghe tiếng con nói là chú biết quê con ở miền Trung và Phú Yên rồi. Con nghèo quá chú à. Nên con mới vào Sài Gòn kiếm việc làm. Mà tìm hồi không có việc chú ơi. Buồn quá nên con mới ra quán cà phê ngầu chờ thờ. Mà trời con chờ thờ mà con chờ hoài thờ nó cũng không đến. Thờ không đến mà tiền thì hết.
Chú thông cảm cho con nợ tiền gặp Phương không chú? Bữa nào con đi có tiền trả lại cho chú liền này. Ngon ăn. Mày nói một giây cái cuối cùng cái mày xin nợ tiền cặp hai hả mày? Dạ. Yeah. Trời ơi, con giả ngọt thấy ớn không trời ơi. Mày đừng có đứng đó làm gì. Mày leo lên đầu tao rồi mày ngồi luôn nè. Trời ơi. Trời ơi trời. Sao mày chơi cha tao vậy mày? Hả? Cho mày biết ha. Chỉ cần một ly cà phê đen thôi là có án mạng nghe mày. Chú. Con có ý kiến nhỏ nè chú. Nói mày. Hay là chú nhận con vào làm hả chú? Không. Chú vừa trừ nợ, vừa giúp đỡ được đồng bào dân tộc của mình trong cơn vạn nạn hả chú? Nhận mày vào làm hả? Dạ. Không dám đâu con. Rồi dám hả chú? Giúp mày dễ bị lộ. Nữa. Xích nữa cái miệng này. Nó ăn mắm, ăn muối nữa. Không được. Ở đây đủ người làm rồi. Ha. Mày mà không có tiền trả nợ là tao xiết đồ mày à nghe. Cái quần tây nè, và cái áo sơ mi nè. Tao bán xì đa cũng đủ ly cà phê nha mày. Đưa không? Tôi đưa thì đưa chứ. Tôi năn nỉ nãy giờ ông hết lòng, ông không có động lòng, thông cảm gì hết trơn á. Thôi được rồi. Trên người tôi có cái gì đáng giá cho ông cầm tuốt hết trơn ấy. Trừ cái quần cục cho tôi che thân thôi. Yeah. Tôi chơi với ông, tự tới bến với ông luôn. Chơi thì chơi à. Tao nó đòi chơi mình nhá. Nghe hơi thằng này có bộ dân chơi miệt vườn. Có thể xài nó được nghe. Nhưng phải xác minh lại cho chắc. Thôi. Tao làm quá thành ra mang tiếng ác. Nhưng hoàn cảnh mày thế nào mà không có tiền trả cà phê dữ vậy? Mày nói thiệt ha, nhắm được là tao nhận. Mày mà ba xạo hả? Coi chừng cái mỏ mày dính máu nghe con. Dạ. Chú ơi. Nói đừng khóc mày. Đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người em. Nắng mưa đêm dài cách trở giờ xưa xôi đôi đường. Người ở mày đứng ngọt vậy cái tự nhiên đó mày nín là sao? Thôi được rồi, tao hỏi mày nè, tao kêu mày kể hoàn cảnh cho tao đâu có mượn mày ca kẹo kéo hả? Mày tao đâu có cần nghe ca kẹo kéo cho tao nghe đâu. Thì con đã cỡ chứ hả? Chú ở Sài Gòn chú có hai mùa mưa nắng thuận hòa. Chú có hiểu được đau khổ quê con đâu chú à. Quê con hả? Chỉ có một mùa mưa hoặc một mùa nắng thôi chú. Vậy à? Trời ơi, năm ngoái rằng chú nó nắng ơi là nắng, trời nắng nó cháy da, cháy thịt nó trắng như là đúa lửa vậy. Con mà chạy không kịp con chết thiêu thành heo quay chắc luôn á. Trời ơi kìa chú ơi, ý có vậy? Một tia nắng lọt vào người con. Đâu. Đó, ý trời nóng quá, nóng quá, nóng quá. Đó. Rồi còn năm nay thì mưa. Mưa ơi là mưa. Mưa hình như là mưa từ năm ngoái nó hút mình hết đó, đồ ụp chú ơi con. Rồi bây giờ nước dâng lên kìa chú. Đó, đó, dần đó. Tao bắt cá chú kìa. Rồi tới bụng con. Kêu. Đó, quơ con giờ nó khổ vậy đó chú. Hình như nước á, nó linh láng lắm chú. Quơ con á, giờ nhà con mai ở mặt đất nữa trơn ơi. Nè. Mày đừng nói là nhà mày đu hết lên dây điện đó nha. Trời ơi, quê con nghèo lắm. Làm gì có dây điện mà đu trời. Đu đọt dừa. Nhà con có 7 người chia ra 7 nhánh dừa đu toàn ten ở trên đi. Rồi mày ăn cái gì mày sống? Ăn cơm dừa. Uống cái gì? Uống nước dừa. Mày đừng nói tao mày lấy lá dừa mày làm quần mặt nha. À, chú. Sao mày không có xin việc làm? Làm thuê, làm mướn kiếm sống. Như bán hàng phụ việc cũng được vậy. Dạ có chứ chú. Trời ơi con có xin đi bán hàng đàng hoàng ấy. Con có đi bán dưa. Chà, giọng mày lãnh lót chắc bán dưa đắt lắm ha. Dạ không, sạch tiệm. Hả? Sao kỳ vậy? Dạ con không hiểu nữa chú. Trời ơi sao con kỳ lạ lắm chú. Mỗi lần con cất giọng con rao nha. Trời ơi khách hàng nó dạt nó túa rồi. Nó chạy như con bị cúm gà vậy. Ủa sao kỳ vậy? Con cũng không hiểu nữa. Đợi con rào thử chú nghe chú có dạt ra không anh chú?
Đó đó đó, con bày dưa ra như vậy nè chú. Trời ơi, chú xích ra, chú xích ra, chú đứng chú đẹp bơ dưa con kìa. Tao đâu có thấy dưa mày đâu. Đó đó đó, con bày ra đó, tưởng tượng đi. Tưởng tượng hả? Dạ. Trời, nó chắc cao quá. Dạ, đó cao cao vậy nè. Đó, con đứng con rào khí thớ lắm nha chú. Đó, con rào vậy nè chú. Ai mua dưa héo không? Dưa héo không? Dưa héo không? Dưa héo đây. Đúng rồi ông ơi, tại bất đồng ngôn ngữ, dưa hấu mà mày rau thành dưa héo, ai mà mua. Dưa héo cho tao, tao còn đánh thêm nữa. Thôi được rồi, mày kể khổ nãy giờ tao cũng thương. Tao thương mày lắm. Tao thấy cái tướng mày trắng trẻo thư sinh, chắc là hiền lành, nên tao sẽ nhận mày vào làm ha. Thiệt ơn chú, thiệt tao ơi, con cảm ơn chú cho con đậu ơn chú. Phan vội mừng. Mày có biết công việc của mày là làm gì không? Dạ không, trời ơi, làm gì con cũng làm hết trơn ấy. Bưng bơ dọn dẹp lau nhà rửa chén con làm hết trơn ấy. Tắm gà, tắm heo, tắm vịt, tắm cả chú con trơn luôn. Thôi, công việc đó đã có người làm rồi. Công việc của mày là nam nhân kế. Hả? Là sao chú? Mày ở quê vô, nên đầu tiên tao sẽ dạy mày luật giang hồ. Luật giang hồ? Chỉ đơn giản thôi, không được bép xép, nghe gì, thấy gì cũng sống để dạ, chết mang theo, bằng không. Trời, hiếu rồi, mỗi lần chú khẹt vậy là con hiếu rồi, con hiếu rồi, con hứa. Hứa phải không? Dạ. Vậy mày nghe kỹ nè. Dạ. Nam nhân kế nghĩa là mày sẽ đi dụ dỗ, quyến rũ con gái đưa về đây. Tao sẽ chừa cho hai đứa một phòng kín đáo, riêng tư, tha hồ âu yếm nhau. Rồi sao nữa chú? Thì hai đứa bay muốn làm gì ở trỏng thì làm, tao không can thiệp. Trời ơi, con xí. Trời ơi, chú nghe. Nè, mày đi đâu hả? Tao sẽ cho mày tiền sắm quần áo, nuôi con mày, trả lương mày cao mà. Thôi đi cha nậu. Trời ơi, tướng tôi vơ mua rồi, muốn chọc sao chọc cũng được nha. Tướng ông nói thiệt chứ ai vậy, ông đem tôi ra ông làm trò cười là sao? Tao nói thiệt mà. Kỳ kỳ á, tự dưng cái tôi mặc đồ đẹp trả lương cho tôi để tôi đi dụ gái. Bộn khùng á. Ai, mày không cần biết việc của tao. Mày chỉ cần làm đúng lời tao nói thì mày sẽ được sung sướng vậy thôi. Đây, đây là 1 triệu, đưa cho mày đi mua quần áo, tuốt bộ mã mày cho ngon côm lại. Quá trời quá, cha mẹ ơi, thánh thiền ơi, làng nước ơi, trời ơi, tiền này là tiền thiệt hay tiền giá vậy trời? Ê, ông đưa tiền giá, ông dụ tôi xài để tôi bị bắt ở tù phải không? Trời ơi, sao tự nhiên tôi gặp may bắt tứ vậy trời? À, tôi biết rồi. Ông tính dụ dỗ tôi là để tôi dụ con gái về để cho ông bán ở Trung Quốc bán phải không? Làm chuyện phạm pháp mà tôi không có làm đâu à nghe. Không bao giờ. Công việc của mày là dụ con gái về, rồi mày đưa vô phòng, sau đó thì... Chẳng lẽ chuyện này tao phải dạy mày nữa sao? Sau đó thì nó về nhà nó, mày ở lại làm việc tiếp tục với tao, vậy thôi. Bán nó qua Trung Quốc để tao ở tù hay làm gì mày? Nhưng tôi thấy chuyện này nó bất bình thường sao ấy? Trời ơi, cái thằng thiệt thiệt, mở dân tới miệng mèo mà còn chê. Mày lù khù tao chán quá. Cù lần như mày làm sao mà dụ dỗ gái được. Thôi, mày đi đi, tao khỏi cần mày trả tiền gì nữa đó. Chú, con làm. Hả? Tại chú con thấy chú tốt với con bất ngờ quá. Mà công việc thì quá lạ lùng nên con thét miết. Thét miết gì mà thét miết? Mỗi lần nghe mày nói là tao muốn nổi óc à. Trời ơi, tại tiếng con nói vậy quen không? Thôi mày, nếu làm á thì đi. Nè, cầm tiền đi mua sắm quần áo rồi đi làm lẹ lên. Hẹn từ đây tới chiều, mày phải đưa một con nhỏ về đây nghe chưa? Dạ. Trời ơi, tôi có nằm mơ không vậy trời? Ây da, trời ơi, đau thiệt còn vậy không có mơ. Sắm quần áo, mình được diện đồ đẹp, mình chưa đẹp làm hoàng tử. Trời ơi, sướng quá vậy trời. Bây giờ thì mày chưa nằm mơ đâu con. Bởi vì mày có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng mày sẽ được lên phim.
Thôi, lo vô phòng gắn camera. Tao sẽ quay tụi mày xong, tao đánh ra đĩa, tao bán. Kỳ này chắc trúng đậm rồi. Trời đất ơi, sao mày về một mình vậy? Tao dẫn mày sao hả? Trời ơi, chú nóng quá à. Con vờ là con vờ một mình trước. Rất rồi. Nhưng con đã hẹn với con gờ con rồi. Lát là con gờ con tới liền ngay. Thiệt không mày? Trời ơi, thiệt. Lát nó tới hả? Dạ. Giỏi quá à. Nghe hỏi nè, nhỏ đó nó có ba cháy bộ chét không? Trời ơi, trên cả tuyệt vời nghe chú. Trời ơi, hầu trước tới giờ con chưa thấy con nhỏ này nó đẹp thôi con nhỏ này. Trời ơi, con gái em, con gái chị qua con hả thua nó xa lắc xa lời. Cái gì vậy? Vậy thì nó... Sao vậy? Mày nói sao tao nghi quá à? Mày chưa sạch phèn làm sao mà cua con nhỏ ngon lành dữ vậy? Hay là mày dắt về một con mắm vố trước sau như một áp? Chú làm to rồi. Con nhỏ này nó đẹp mơ hồn luôn ấy. Đỡ con tè cho chú nghe nha. Trời ơi, chú nghe con tè làm cái là chú mất hồn liền ấy. Một người con gơ đứng nghiêng nghiêng vành non lớn. Cho tao hỏi coi, bộ con nhỏ này nó bị niễn, bị vẹo cột sống hả mày? Trời ơi, vẹo đâu mà vẹo. Dáng người ta đứng nghiêng nghiêng là tại con gái người ta e ấp, người ta làm duyên hả chú ơi? Vậy hả? Mày tả tiếp đi. Trời ơi, chú nghe tiếp đi nha. Ừ. Trời ơi, chú làm nãy chú nói cái con mất hứng đâm ngang kỳ quá. Rồi. Dạ, sau đó con mới từ từ con tiến lại gần. Tiến lại gần. Trời ơi. Chào anh cái gì vậy? Mẹ con xinh xắn nhan sắc sắc hoa hàm tiêu, hoa đang khát khao hương thông tình yêu. Người em trong trắng thơ ngây mắt nơ ngơ ngơ, cánh hoa mỹ miều. Trời ơi, trời ơi, mày bẻ xương sống tao coi. Trời ơi. Ham vui chi muốn sụp xương sống à. Trời ơi, ông háo sắc đi. Háo sắc cái gì? Mày tả làm tao hết hồn luôn à. Như tao thấy vô lý quá à. Mày là như cốc ghẻ vậy á. Nói như thiên nga làm sao mà nó chịu đẹp mày. Trời ơi, con nói ra cái hơ là biết ngay chú phải là dân chơi thứ thiệt đâu. Tuy con không sang nhưng mấy em phải ngước nhìn nghe chú. Con hỏi chú nghe nè. Sao? Con gái nó thích cái gì nhất? Ai biết. Đứa thích ăn vặt, đứa thích đi shopping, đứa thì thích coi cải lương. Nhưng có chung một nhược điểm là con gái đứa nào cũng thích uống nước đường hết trơn ấy. Càng ngọt nó càng thích. Con nói là không phải làm phách đâu nghe chú. Sao? Trời ơi, con gái của chú mà gặp con nó mơ tít thò lò liền ấy. Không dám đâu. Con gái tao đàng hoàng, gia giáo lắm nha mày. Cỡ mày hả? Đừng hòng đụng tới móng chân út của nó. Không dám đâu. Trời ơi, xin lỗi. Chú không tin hả? Chú đỡ con thử đi. Mày nói tiếng nữa là tao thử hầm răng mày cho chắc ăn nha. Ha. Đồ thứ ăn nói vô duyên. Mày đừng có mơ mộng cô con gái tao để lọt vô nhà tao mà hưởng gia tài nha. Nó đàng hoàng lắm. Nó mà vô mấy cái chỗ này hả, tao mà thấy nó vô đây tao đánh nó chết. Con gái tao không có ở chung với tao đâu mà mày ham. Nó ở với ma nó. Té ra chú thất bại trầm trọng trong việc hôn nhân. Chú bị vợ chơ phải không? Trời ơi. Thôi nói thiệt đây, đàn ông nhau mà giấu giếm gì không hiểu ấy. Tao mà không có tao không nghĩ để dành cái mặt mày đi làm ăn á, là tao lôi vô mặt mày mấy cái rồi. Mày ăn nói lãng giang. Vậy mà con nào mê mày mới được á chứ. À, bây giờ thì con đã hiểu. Mày hiểu gì? Chú bị vợ bỏ nên chú hận đàn bà. Chú không có thích đàn bà nữa nên chú mượn tay con để trả thù đàn bà, phải không? Phải đó là sao? Chứ đâu có dư tiền mà sao tao nuôi mày để mày đi chơi bời. Thôi, tao vô chuẩn bị phòng cho mày. Nó tới mày cứ dắt thẳng vô phòng nhé. Ê, ráng chứng tỏ bản lãnh đàn ông nghe mày. Ông nậu này ông bị bệnh chắc luôn ấy. Khùng.
tao quê nhất là thằng nào nói tao bị vợ chê. Mà mày dám nói ha. Được rồi con, mày dám sỉ nhục tao, mày cứ cười tao đi. Rồi mày sẽ khóc khi thấy những cảnh mày đóng phim bị tao quay lén phát hành ra ngoài. Trời ơi, em làm cái gì mà em đi chơi với anh mà em che mặt kín mít vậy? Bộ khi dớ anh hả? Coi thường anh ha. Không phải, em sợ người quen thấy rồi mét má em, rồi mắt cạo đầu khô em sao? Trời ơi, cạo đầu khô gì mà cạo đầu khô? Vừa tới đây em không có còn sợ gì nữa hết trơn ấy. Kín mít à. Không được, rủi hai đi qua lại tới mặt em rồi sao? Trời ơi, em yên tâm đi. Phòng này là phòng đặc biệt an toàn nha. Không có ai vô đây hết trơn á. Chỉ có hai đứa mình thôi à. Vậy hả anh? Sao anh nói dẫn em đi uống cà phê tâm sự mà anh dắt em vô cái phòng này vậy? Trời ơi, thiệt tình anh cũng đâu có muốn dắt vào phòng này đâu. Tại công việc ấy. Hả? Anh nói gì? Công việc là công việc sao? Em không có hiểu. Ý anh nói là ở đây tụi mình dớ tâm sự hơn ấy mà. Tâm sự bằng lời hay bằng tay chân vậy anh? Anh đừng tưởng em là nai to, anh định dụ, anh lợi dụng em nha. Em cho anh biết á, em là một người con gái. Khi vừa lớn lên em đã vội yêu một người, nhưng trời là trời, em đừng có nghĩ vang cho anh. Số em khổ sao mà lại giống y như cái số phận của anh vậy á. Trời ơi, đời anh nào có kém gì em đâu. Em có biết là... Biết anh yêu lầm trái tim ràng đường, nó đau ngầm ngồi ôi cơn mơ dài tâm tôi. Biết em yêu là xót xa trăm ngàn, nỗi đau yêu người nên bây giờ lệ rơi. Anh ơi, bộ anh định dắt em vô đây để hai đứa mình bán thang hả anh? Đàn ông con trai gì mà hiền khô vậy? Thiệt ra nãy giờ là anh cũng muốn lắm rồi, nhưng mà anh phải hỏi em có cho phép anh không đã. Anh muốn làm gì cũng được, em cũng cho phép hết á. Trời ơi, thiệt không em? Trời ơi, thiệt không? Thiệt. Ôi trời ơi, người yêu bé nhỏ quá anh ơi. Anh muốn anh muốn cái gì ơi? Anh muốn được làm mai mà bay khắp nơi giang hồ, ghé chốn quê hương xa vời vợi, cất bước ly hương, xin được làm gió dập dìu đưa diệu ca giao. Thôi, tự nhiên cái muốn được làm mây làm gió à. Anh kỳ quá à. Bộ anh ở bên em, anh không muốn sao? Không muốn thôi em về. Ê, em đừng có gì à. Trời ơi, không có phải. Tại anh rung quá, anh nói bậy ấy. Ý anh muốn nói với em là anh muốn hỏi có phải gì đời chưa tròn vòng tay, có phải gì tâm tư dấu kín trong thư còn đây. Thôi đi, hình như anh đưa em vô đây để anh chọc ghẹo em không à? Hay là vì em không hấp dẫn, em không có xinh đẹp nên anh toàn là muốn tào lao không vậy? Đâu có đâu, trời ơi anh, em nói vang cho anh quá. Em dễ thương như này, trời ơi xinh đẹp, duyên dáng, yêu kiều, mí miều như vậy mà sẽ không hấp dẫn cho được. Tại anh run quá à, anh bị khớp. Ý anh muốn nói là... À, sao? Sao anh cứ cà lâm hoài à? Em bật mình quá à. Anh muốn mình à, tìm đến thiên nhiên à. Anh muốn sống
như lại hoa hiền. Anh muốn làm một thứ có cây, vui trong gió và không ợp phèn. Em hỏi thiệt anh nha, anh có bị khùng không? Tự nhiên mới nãy vừa đòi làm mây làm gió, giờ đòi làm cây làm hoa làm cỏ. Lát nữa anh rảnh làm động vật luôn đi. Trời ơi, em nói thiệt nha, lúc quen nhau ngoài công viên á, anh ăn nói lưu loát thông minh lắm mà, sao giờ mới lòi ra anh bị tâm thần phân liệt vậy? Hả? Tự dưng cứ làm cái này làm cái kia hoài, làm người không làm khùng không? Trời ơi, tại em không hiểu, em mới chịu nghe kỹ. Ý anh muốn nói là hai đứa mình vờ với thiên nhiên là tấm tiên á em, là trên người hai đứa mình không có gì hết trơn ý. Là sao? Anh làm gì mà anh nhìn em giống như muốn ăn thịt em vậy? Ôi, anh ơi, đừng có làm em sợ nha. Thôi trời ơi, mệt bà quá bà ơi, bà cứ làm bộ hoài à. Trời ơi, bà làm như bà là nai tơ không bằng ấy. Ôi, em không phải là nai tơ, nhưng mà em đặt báo cho em biết hết trơn á. Trời à, em biết anh dẫn em vô đây là có ý đồ gì với em nữa kìa. Nhưng mà em thử coi anh định bày trò gì, có đúng như là em dự đoán không? Nhưng bây giờ thì kịch hạ màn là vừa rồi đó anh à. Trời ơi, em nói gì anh vẫn chưa hiểu. Tôi nói là trước khi đến đây với anh, tôi đã báo cảnh sát rồi. Hả? Quá trời quá. Anh rủ em đi chơi, chắc tạo tình gì mà em báo cảnh sát tố anh. Anh cứ giả nai hoài à. Anh rủ tôi vô phòng để làm bậy rồi anh quay phim lén. Tôi nói có đúng không? Dạo gần đây báo chí thiên hạ người ta nói về chuyện này nhiều lắm rồi, em biết không? Trời ơi, em nói gì mà em đọc mồm đọc miệng vậy em? Trời ơi, anh là con người phải con thú đâu mà anh làm cái trò đó. Không có đâu, trời ơi, anh thờ với em, anh xin thờ với em. Anh mà làm như lời em nói hả, cho anh thành bơ đơ luôn ấy. Thôi, nói cho anh rồi, tôi không phải là nai. Tôi rành hết rồi. Để tôi tìm được cái camera là anh hết chối nha. Lúc đó anh hả, không những thành bơ đê mà anh thành một cái con động vật gì mà ghê gớp luôn đây. Ủa ba à, trời đất ơi, con Hương. Quơ trời quơ, cái máy quay phim. Trời ơi, hóa ra là em nói đúng mà. Trời ơi, ông định vay lén của tôi ha. Trời ơi. Ủa sao ba? Ba làm cái chuyện gì xấu như vậy là sao ba? Hả? Em này là ba của em á. Trời ơi, thấy ngay mà, thấy chưa? Trời có mắt, ông thấy chưa? Ông định hại người khác, nhưng không ngờ ông hại ngay chính con gái ruột của ông. Tôi đâu có ngờ con người ông xéo xe bệnh hoạn như vậy. Trời ơi, tôi nghèo thiệt nha. Tôi nói cho ông biết tôi nghèo lắm ấy. Nhưng mà tôi bỏ vơ vào đây là muốn làm ăn lương thiện kiếm sống, kiếm bằng đồng tiền chân chính, chứ tôi không có tiếp tay với tụi thất nhân ác đức đâu. Ai, mày đừng có chửi hoài nghe mày. Nghe mày, nghe. Trời ơi, mày tưởng mày ngon hơn tao hả? Làm gì có chuyện ngồi mát ăn bát vàng con. Mày cũng dùng nhan sắc của mày tiếp tay cho tao. Trời ơi, lương mà mày đặt chế lịch hả mày? Còn con Hương, mày quá rồi. Bữa nay mày dám theo trai đi mướn phòng ngủ ha? Hên là bữa nay mày gặp ba, mày gặp người khác là đời tàn rồi con. Con làm vậy chỉ để bắt những người như ba chứ bộ. Trời ơi, trời ơi, thánh thần ơi, gõ xuống mà coi nè, con gái tôi nó đòi bắt bớ tôi là trời ơi. Ba còn nhớ con Ngập bạn không? Bạn con đó à, nó dại dột sập vào cái bẫy nam nhân kế, nghe nói những lời đường mật dụ dỗ để bị quay phim lén. Bây giờ nó không còn mặt mũi nhìn ai nữa, bởi vậy còn phải giả vờ đi theo tên này để cảnh sát bắt quả tang các người làm những cái chuyện xấu xa đồi bại vậy. Chỉ có điều là con không ngờ ông chủ quán cà phê lại chính là ba đó. Trời giòn ơi, ba rồi. Trời đất ơi, mày đừng có hù tao. Mày hư hỏng theo trai, bị tao bắt gặp rồi mày làm bộ kết tội ngược lại tao hả mày? Trời ơi,
ông có con gái mà không biết thương con gái người khác. Trời sao ông ác vậy ông? Ông nỡ lòng này ông làm những cái chuyện xấu xa mà ông biết xấu hổ lương tâm ông ha? Ai biểu con gái hư thân mất nết thì ráng mà chịu. Tại tụi bay không biết nha, quay phim này bán tiền nhiều lắm nha. Tung lên mạng là giàu chắc luôn. Tụi bay đừng có bày đặt phá đám. Tao cho tiền xài thoải mái ha, còn ha, ha. Tiền xài thoải mái hay hay là đi đếm lịch thoải mái à? Con không thể mà để ba tiếp tục làm bậy nữa đâu. Đi à. Hương con, con đi tố cáo ba thiệt hả con? Chẳng lẽ con đã quên công ơn của ba sao con? Con ơi, con nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh, và cha là con khoáng sưởi ấm những đêm dài. Nhà nhà ôm con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người. Và con ơi, chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì chó xanh, rách sao trò thơm. Nhưng lời của cha năm xưa còn nguyền khi sâu trong tim. Cha ơi, cha già dấu đó. Mà vậy con như vậy nên con không thể làm nữa cái tội lỗi của ba được đó ba. Trời ơi, thôi đi hai ông ơi, nói chuyện đàng hoàng sao mà hai người khóc vào tru tréo ai nghe. Để ta lăn hết vòng rồi. Hương ơi, con định hại ba sao con? Dứt dứt tại tù thiên thu tại ngoại con ơi. Cha mà vô tù bắt công con đi thăm nuôi cực lắm. Con đừng tố cáo ba nghe con. Con ông không tố cáo ông. Trời ơi, con đừng tố cáo ba, trời nghe dở quá. Con ông không tố cáo thì tôi đi tố cáo. Trời ơi, ở nhà tôi có hai đứa em gái mà chắc tôi hơi nghĩ tới cái cảnh mà nó bị những người vô lương tâm như ông hám hại là tôi nổi điên lên rồi à. Trời ơi là trời quá ơi, chết ông này trời. Thà tôi ở tù nhưng tôi không đỡ ông hám hại phụ nữ đâu. Ông đừng có đầu độc xã hội nữa. Trời ơi, thiệt tôi không ngờ có người bán cà phê như ông nha, mà lòng dạ ông đen còn hơn cà phê đen nữa ấy. Trời ơi, mày nói quá. Thật ra lòng dạ tao đâu có đen dữ vậy mày, có cà phê sữa thôi. Tao cũng thấy cắn rứt lương tâm, nhưng tại đồng tiền làm tao ló mắt. Đồng tiền làm ông ló mắt nha. Ông yên tâm đi, ông mà vô trong tù tự nhiên con mắt của ông nó sáng trưng lại à. Trời ơi trời ơi, vô trọng thì tao ơi tôi gặp ớ kìa ớ kìa ớ kìa kìa. Cảnh sát tới rồi kìa. Ý kìa, có cái nhà còng số 8 nữa kìa. Đó có quay phim nữa kìa. Trước giờ ông toàn là quay phim người ta không à. Bây giờ ông tha hồ cho người ta quay phim ông nghe. Giúp ba con. Con mới giết sao thôi, giờ ba ráng qua cái cơn xui này đi ba. Trời ơi trời ơi, con tôi mà nó còn nói kìa. Thôi rồi, kỳ này tôi tiêu rồi. Tham tiền làm chi, làm cái chuyện tất đức tinh chuyện quả bao. Đừng, đừng có chĩa camera vô mặt tôi xấu lắm. Ai đừng chĩa máy quay phim vào tôi nữa. Đừng ơi, tôi lùng nhỏ